Ủa chán chán chán, làm gì cười hoài vậy? Trời ơi, anh đang mơ về một cái ngày anh sẽ trở thành ông hoàng nhặt rác. Trời ơi, anh sẽ là người YouTuber nhặt rác đỉnh nhất Việt Nam. Trời ơi, đang mơ nhặt rác. Đúng rồi, thì anh cũng đã nói rồi đó. Nhặt rác nó có rất là nhiều cái thú vị, những cái món rất là lạ. Mình mà nhặt được thì mình sẽ review và mình thử dụng, mình test thử cho mọi người xem luôn. Giống như nãy giờ, anh ngồi ở ngay cái đống cải này là anh có rất là nhiều ý tưởng luôn. Ý tưởng gì anh trai? Bây giờ mình sẽ nhặt cải này mình ăn. Đó, cải này là của người ta nha. Anh mà nhặt ăn một cái người ta ra, ta cháy dép, ta chọi. Ôi, sao mấy cái cải này như chưa rửa sao mà thấy có dính đất không vậy? Mấy cải này nhìn dơ sao? Ủa, đúng ra là phải rửa mới phở chứ mày. Thôi đi đi đi, đứng đây hồi bắt công ta nói mình là phá cải của người ta anh. A few moments later. Hôm nay tôi với Tướng lại tiếp tục đi nhặt rác cho mọi người xem. Nhưng mà hôm nay tụi tôi sẽ không đi vô công viên nữa. Tại vì anh em cũng biết á, công viên á mình đi nhặt hoài riết nó cũng hết đồ rồi. Bởi vì hôm nay tôi với anh Tuấn á là thử đi ra ngoài đường thử xem có cái gì để nhặt. Đi anh trai. Đây. Uống trà sữa, bây giờ nãy giờ uống cà phê sữa xong rồi phải không? Bây giờ cho mẹ uống trà tắc giải khát. Chán miệng hả? Chán miệng uống đi. Anh uống đi. Ủa, hôm nay tao rủ mày đi nhặt rác mà sao mày cứ đứng đây hoài vậy Tuấn? Trời ơi, anh cho em chim lại những thời khắc thơ ấu của em cái. Ủa, thời thơ ấu của mày là sao vậy? Mày trẻ nè. Tưởng mày bú sữa mẹ chứ. Thì tất nhiên thôi, ai chẳng bú sữa mẹ mà. À, vậy là bây giờ anh Tuấn anh muốn quay lại trường à, mẫu giáo anh đi học á. Thôi, rồi đi tập trung đi nhặt rác cho người ta xem đi, mày coi cái nhặt rau hoài, tàu lao không mà. Ủa anh trai, nhìn lại cỏ. Ủa, con chim cu. Có thùng rác nè. Đây nè, lượm cái này đi, chương trình khuyến mãi nè. Đeo bao tay cái. Trời ơi, người ta khởi động nãy giờ rồi bây giờ anh mới đeo bao tay. Đây là chương trình khuyến mãi. Ủa. Ủa sao có cái bao màu đen này ghê quá vậy ta? Ngon nha. Thường mà những cái bao màu đen là đồ nguy hiểm không mà nha. Ủa cái gì anh trai, chẳng hạn gì nè. Chẳng hạn như là chặt người giấu xác. Trời ơi, mày thôi vô coi thử coi. Rồi mở cái bao này ra coi tốt cái gì trong đây vậy? Tự anh trai để đeo. Sao cái này bao không không vậy, có gì đâu. Mẹ cái này mới khó nè anh trai. Ôi kìa. Trời ơi mày bà. Ấy. Ủa cái này cái gì vậy? Trời ơi, nghe đồ sạc nha. Ôi trời ơi. Ủa cái gì hả? Nguyên bao đồ chơi luôn anh em. Wow. Ôi thôi mà đứng đây nắng quá. Bây giờ gom hết đống đồ rồi đi qua bên đây mát nè. Trời ơi quá, tôi vừa lại xong cái chị gia trai tới luôn. Tôi mà tôi trễ xíu chị gia trai lấy hết luôn rồi. Em vô văn quá. Thôi anh ạ. Sao anh đánh em? Anh có đánh em đâu. Là đạo đức đánh em đi chứ. Dạ cô chào cô. Đồng nghiệp của tôi đó. Yeah. Rồi bài ra đi. Vô. Đổ ra hết đi. Ê đổ gì nhẹ hư đồ vậy? Quên. Đổ ra coi hôm nay trong đây có những cái gì cho anh em xem. Wow. Trời ơi, nguyên bản đồ chơi luôn. Trời ơi. Ủa cái này là cái bàn máy tính mà Tuấn. Ủa bàn máy tính hả? Ừ đâu mày tính thử đâu coi. Cái áo nè, cái ấm nè, chì nè, cái heo. Ủa, nó có ghi tiếng Anh ngoài sao không? Không. Phải chữ C. À, chữ C là cá heo. Chữ D là gì? Đúng anh. Chữ D là... Đúng rồi. Bảy đu đủ. Ôi trời. Chữ D là đu đủ. Chữ E là gì anh trai? Ủa, chữ E là gì ta? Để coi coi. Em bé. Em bé à? Ừ, em bé. Ghê. Còn chữ G. Chữ G là gì? Là... Gừng gồ. Gỏi cuốn. Gỏi cuốn hả? Con gà trời. Ủa, bàn máy tính đẹp lắm nha anh em. Ủa, cái bàn máy tính này chắc là tập đếm cho mấy bé nè. Ủa, cái này là ý, nguyên bộ Lego luôn trai. À, cái này là hướng dẫn chơi Lego hả? Ừ. Sao đâu mình mở ra coi. Được không? Như là mình đang đứng kế cái trường mẫu giáo á, nên bởi vì khu này là trẻ em nhiều. Đúng. Đồ chơi nhiều. Yeah. Đúng. Sau này tôi với Tuấn sẽ đi tới cái khu vực này lụm thêm nhiều đồ nữa. Ôi nè. Ủa. Cái này là cái gì vậy? Này như nó chỉ hướng dẫn đắp xe thôi. Hướng dẫn thôi nhưng mà giờ coi có bộ Lego mới xếp được chứ không có coi hướng dẫn cũng như không à. Có vậy. Ôi. Gì vậy? Có bao lì xì nữa nè, của Vifon. Vifon là hiệu mì gói. Mở ra thử coi, có tiền gì không? Ý. Ý. Trời. Ủa, đếm mày có bao nhiêu tiền? 5 nè, 2, 4, 6, 8, 10, 20.000. 20.000, bây giờ chia đôi ra hai thằng. Mỗi thằng 15.000, đứa tao trước 15.000. 20.000 rồi, thằng 15.000. Thì chia trước đi rồi tao tính cho mày coi. Bây giờ ở đây là 20.000. Gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tờ. Vậy thì tao chia cho mày 4 tờ luôn. Tao lấy 3 tờ thôi. Mày thấy lời đó. Đây là 1 nè, 2, 3, 4. Tao còn lại 3 tờ. Lại 3 tờ.
Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ủa sao khôn vậy? Đề đi thôi chứ mày bốn tờ tao có ba tờ mày nói gì? Thôi cứ vô lẹ đi. Nói nhiều quá. Đề tặng mày bao lì xì luôn nè. Trời ơi, sao nãy giờ mày bỏ quên qua cái này vậy Tuấn? Trời ơi, cái bàn xỉu đó mày. Trời ơi, nào biết cái bàn không ta? Có bàn không, có bàn không? Chỉ cái bàn bỏ vô coi. Như không anh trai ơi. Nè cái bàn nè. Ủa cái bàn này sao bỏ đây đá được ba? Ủa mà cái bàn này ngộ quá vậy? Cái bàn nè, bàn điện anh ơi. Kiểu nó có cái dây cốt á. Rồi nó quay vậy nè. Ủa gì hả? Điện anh trai. Sao nó có mấy cái nút này bấm là gì lạ vậy? Chứ banh ngộ ta. Mà không có điện. Thôi nè banh rồi. Nè. Ủa. Trời ơi, banh là nó nằm trong sân luôn, không coi đi coi ở ngoài không à. Ủa này viên bi mà. Thì đi giờ mày lấy cái viên bi này mày làm chiếc banh đại đi. Vô nha. Hai đội chia. Giờ vô ra vô. Rồi, vô chuẩn bị 1 2 3. Ê cái tự phản lưới nhà nha anh trai. Đá lại đi mày. Tiếp một hồi trận nữa. Đây, lần này tôi sẽ đổi qua trái banh màu xanh này cho nó chất. Bây giờ tôi mè anh Tuấn nó tôi đá vô luôn nè. Dễ ăn em quá anh trai. Cái đi của ta. Từ từ. Vậy là huề 1-1. Trời ơi, công nhận cái bàn này đẹp quá ha. Đổi đi. Hôm nay lượm được hai món này hơi bị xịn nha. Coi còn cái gì nữa không? Ủa, cái này là chiếc trực thăng nè. Ủa vậy hả? Đâu mày mở thử coi có cái gì trong này lạ không? Ý, có cái tai anh ơi. Ý, chiếc trực thăng này có tai luôn. Ủa, trời mày gắn lấy coi. Cái thằng này phá đồ không à? Ủa, bên đây mở tay ra luôn. À, vậy là cái này gọi là cậu bé trực thăng. Đẹp quá ha. Đẹp. Ý, nó nhúng được nè mày. Đâu? Nè, đó cái chân nó nhúng nè. Oh. Đâu mày kéo cái chân ra coi. Dạ, thấy chưa? Dễ thương quá, cho đứng đây nè. Có hai cái máy bay đây. Vậy còn chiếc máy bay đâu? Mất tiêu rồi. Mất tiêu, mình phải chế tạo ra cho nó. Đây, tôi sẽ lấy cái này làm chiếc máy bay. Trời, tôi sẽ gắn hai cái cánh lên. Đó, vậy là tôi đã có được một chiếc máy bay. Nhìn cũng hợp lý anh trai. Hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Đây sẽ là hành khách của chiếc máy bay để lên này. Còn đây là cánh quạt của chiếc máy bay để lên đây. Được, quá hợp lý luôn. Đấy anh trai. Ôi. Ủa sao cái con robo này nó bị quẹo không á vậy? Mày chỉnh không có lại coi. Đó. Cái chân. Á cái chân nó đi vậy luôn á anh trai. Ồ. Đây robot đứng đây. Đó. Cái này là cái gì ta? Ủa cái này là cái gì ta? Ê chấp anh này đâu anh trai. À tôi biết rồi. Cái này á là giống như là cái phễu ở trên hình tôi quay gì đó mình để lên đây nè. Để chuẩn bị đâu, chuẩn bị đâu. Đó, rồi bây giờ này nó gạt đây, bây giờ gạt cái cây lên. Hợp lý. Cái này hay quá ha. Nếu như mà tôi kiếm được cái viên bi nó hợp nhỏ hơn cái viên bi này để vô chơi đúng sướng luôn á Tuấn. Đúng rồi anh trai. Ê cái này là cái con xe anh trai ơi. Ủa xe gì vậy? Từ nha. Mày ráp cái gì cây vậy? Ây da, tôi phát hiện ra được cặp ký của hiệp sĩ mù ở đây. Bây giờ anh Tuấn đeo vô thử coi. Ngầu anh trai. Ngầu. Bây giờ muốn ngầu hơn nữa đúng không? Cầm đi. Rồi đây để cho trang trí cho anh ngầu hơn nữa đây. Anh hãy cầm máy tính này, bắt đầu anh tính tiền. Rồi anh ngồi anh tính tiền đi. Ê, bên đây tính tiền bên đây. Đó, rồi tính tiền đi. Đó, anh Tuấn giống như là chủ cả đang tính tiền ở trong một cái tủ quán nào đây vậy đó. Sao vậy? Cái này bẻ được không ta? Ủa, cái kia của tao tính lấy tao xài mà sao mày bẻ cái gì Tuấn? Ủa tính lấy xài hả? Trời ơi. Ủa anh trai. Ủa chiếc này lại hơi bị ghiền luôn nhanh. Tại sao mày lại thích chiếc xe hơi này vậy? Đúng rồi nè. Ý cái hiệu này là hiệu của W là Wayback. Hiệu Wayback á anh. Hiệu Wayback hả? Trời ơi hiệu Wayback là hơi bị sang nha. Ủa chiếc xe người ta sang là bóng loáng lắm. Mà sao chiếc xe thì tao thấy nó nát quá vậy mày? Trời ơi lắm ngoài đường mà anh trai. Vậy là ngon hả? Hai cửa hả? Ủa mở cửa ra được luôn. Được. Ý cái xe này nó bằng sắt nặng ghê luôn nè coi nè. Thì đó. Ủa nó nặng quá vậy mày? Mấy chiếc này là em hơi bị ghiền luôn anh trai. Ôi cái này là hình như là nó làm theo tỷ lệ giống như y chang như thực tế luôn á. Đúng rồi bởi vậy em ghiền cái chiếc này. Ôi nó có bộ lăng lái được luôn nè. Đâu mày lái thử coi coi. Đó lái là mà mấy chiếc này nha anh trai, ở ngoài là nó bán mấy trăm ngàn đó. Ồ ý có con vật Superman nữa nè. Ý nó kêu được luôn á. Bớt thử coi đất nó bị ẩm nước anh trai ơi. Là sao? Vô có nước trong này á. Thôi đây mà phơi nắng đi. Rồi. Rồi. Chiếc xe tải này đẹp mày. Wow. 20 Anniversary 20 năm có nghĩa là kỷ niệm cái chiếc xe này nó ra đời 20 năm rồi. Ghê hả? Đồ chính hãng nha mày. Có hiệu là Tomica của Disney luôn. Ủa? Ghê hả? Sao made in Việt Nam? Hàng nhái.
Trời ơi, làm nãy giờ hết hồn mà. Thôi dây chân đây luôn. Đó. Ê. Ui, một cái bánh pizza bằng nhựa nè. Trời. Cái này về cho ngon nó ngậm anh. Ờ cũng được. À hợp lý. Yeah. Trời ơi, hôm nay mình cũng được nhiều đồ quá tức. Trời ơi, cái này là hình như cái hình như là cái đường ray xe lửa. Cái đường đu á anh chạy. Nhưng mà nó không đủ. Đây nè, còn thêm cái này nữa nè. Cái này sao ghép ta? Cái này không ghép. Ủa chứ có cục sạc của ta. Ủa cái này là cục sạc gì ngổ vậy? Nè. Ờ ngổ sạc gì ta. Đây là trong chống tre nè. Ủa, còn cái này là gì tức? What? Cái này giống máy xe tóc của anh chạy. À cũng có lý, nhưng mà tao nghĩ cái này giống cây búa hơn. Bây giờ tôi sẽ tổng kết lại cho mọi người biết là hôm nay tôi nhặt được những cái gì. Yeah. Đúng, đúng. Đó, đây là đầu tiên một cái bàn máy tính để học cho trẻ em. Ngon nè anh trai. Ờ, mình đem này về mình trưng bày mình học được luôn, rất là hay luôn. Đây là nó có dạy chữ này chữ kia, ví dụ chữ M là con mèo, chữ ớ là quả ớt, đó vậy đó. Và làm được một con cấu trúc panda nè. Một chiếc xe xe tải xe bus gì nè. Rồi một chiếc xe này rất là xịn mà anh tướng khoái anh xin cho anh luôn. Đúng rồi. Đó. Và cái con trực thăng này thú vị lắm nha. Đó đây là con trực thăng. Đây. Rồi một cái bàn đánh bi hình tròn. Đó, cái bàn này là bi nó sẽ chạy vòng vòng đây. Một cái máy sấy tóc, một cái bao lì xì. Trái bóng, con vịt đó, đó. Nhưng mà tốt xịn nhất hôm nay tôi khoái đó là cái này. Cái bàn đánh banh này hơi bị xịn luôn nha anh em. Đó. Anh em nào mà thích cái bàn đánh banh này á, comment bên dưới. Tôi thấy comment nào mà nhiều like nhất tôi sẽ tặng cái này luôn miễn phí. Đó, bảo quản cho kỹ cho mày. Trời biết hồi tặng cho fan. Ôi, hôm nay là đúng là cái sân banh quá xịn sò luôn. Còn đây là chiếc máy bay của tôi. Có cái là nó bị mất cái thân rồi nên tôi lấy chiếc dép tôi để vô thôi. Đó, một cặp mắt kiến rồi nè. Ok, thôi tôi cũng xin kết thúc clip tại đây luôn. Coi như hôm nay tôi với anh Tuấn đi giặt rác đã thành công rồi. Bây giờ tôi với anh Tuấn cũng xin kết thúc clip tại đây luôn. Một lát chiều với mình rảnh mình đi giặt rác giúp cho anh em xem đi. Ờ được anh. Ừ, còn bây giờ đi. Bye bye, đi cơm ơi.